Kính thưa ban tổ chức, ban giám khảo, thưa toàn thể hội thi, tiểu phẩm Lễ tang, một hủ tục lạc hậu phản ánh thực trạng tang lễ kéo dài vẫn còn tồn tại ở một số địa phương, đặc biệt là ở khu vực miền núi. Tiểu phẩm phản ánh tác hại to lớn của hủ tục này đối với đời sống vật chất và tinh thần của người dân, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động gia đình, nhân dân xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Để hiểu rõ hơn về hủ tục này của đồng bào dân tộc La Hủ, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, sau đây kính mời toàn thể hội thi cùng đến với tiểu phẩm Lễ tang. Chỉ đạo nội dung, đồng chí Lưu Hồng Phương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Kịch bản, đồng chí Pờ Go Mé, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Mường Tè. Tiểu phẩm với sự tham gia của các diễn viên Thành Long trong vai Hừ Sa, Hừ Mé trong vai vợ Hừ Sa, Huyền Trang trong vai con gái, Hoàng Tiến trong vai thầy Mo, Đức Cường trong vai bí thư chi bộ, Xé Cà trong vai Hu Tư, cán bộ dân vận huyện và tôi, Mai Bản, trong vai Phì Dè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Pa Ủ. Sau đây, tiểu phẩm xin phép được bắt đầu. Cảnh 1 tại nhà ông Hừ Sa. Mẹ ơi! Mẹ! Vậy là mẹ đã rời xa chúng con thật rồi. Con nhớ mẹ lắm. Ở bên đó mẹ có đói, có khát không? Thôi, gia đình nhà mày đừng có khóc nữa. Mau chuẩn bị đồ cúng cho thầy. 2 con bò, 3 con lợn, 50 con gà để chuẩn bị làm mâm cúng cho mẹ mày đi. Thằng Phi Chư ơi! Phi Chư ơi! Phi Chư, mày ra bảo mấy thanh niên mang cái quan tài vào đây cho bà đi. Nhanh lên, không quá giờ đẹp của bà bây giờ. Nhanh khẩn trương. Đây, đặt đây cho bà, đặt đây cho bà. Nhanh khẩn trương, nhanh cái chân lên nào. Đấy, bà ngắm đi áo mới của bà nhá. Ngắm đi, ngắm đi. Thầy, thầy ơi, thầy xem giúp con giờ đẹp để con cho mẹ và quan tài với. Chứ nhìn mẹ nằm ngoài lạnh lẽo thế này con đau xót lắm thầy ạ. Rồi, để ta hỏi ý kiến của bà xem sao nhá. Mà nó ngã xì. Á bì ú nhì ngà ngà xô cơ đi ngà. Không được rồi. Con ma mẹ mày chưa muốn vào quan tài đâu. Mà truyền thống của dân tộc ta từ xưa đến nay là khi nào chuẩn bị đưa đi thì mới cho vào quan tài, nghe chưa? Mẹ, mẹ chúng con mấy hôm mới đưa đi được ạ? Mấy hôm mới đi được ạ? Để ta xem nào. Ngày mai thì là ngày mùng 7 âm, ngày kia thì là ngày con dê gió nò ngã xì, ngày kia thì là ngày mùng 9 âm. Tốt nhất là để 5 ngày, 5 đêm, thậm chí còn hơn, đến khi có ngày đẹp thì mới đưa bà đi, hiểu chưa? Thời ơi, không được đâu ạ, 5 ngày thì lâu quá rồi ạ. Với cái thời tiết nắng nóng thế này, để lâu như thế, ảnh hưởng đến môi trường và mọi người xung quanh đấy thầy ạ. Không như thế, bữa nào cũng làm hơn chục mâm cơm, rất là tốn kém. Bây giờ nhà con nợ nần chồng chất rồi, rồi khi xong đám, nhà con lấy gì để trả nợ người ta đây thời ơi? Ôi giời ơi, nhà mày lo cái gì? Còn người là con nợ, mà tiền cúng của thầy, thầy cũng cho nhà mày nợ đây. Đấy, thầy nói mới nhớ, tiền thầy cúng nữa, mỗi lần cúng cũng phải 3 triệu, có phải ít ỏi gì đâu. Bà nói thế mà nghe được à? Tiền quan trọng như thế sao? Ây, bà nghĩ mẹ cũng phải người đẻ ra bà nên bà không sốt. Ông ơi, thề mỗi lần ông đi họp, cán bộ người ta tuyên truyền là xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán là hậu, mà ông không nghe à?
mà ông vẫn còn là hậu thế. Bà đang nói cái gì vậy? Mẹ là người đẻ ra mình, mình phải giữ gìn lễ nghi để tỏ lòng yêu thảo. Bà biết chưa? Thằng Sa nó nói đúng rồi đấy. Mà nhà mày bảo mấy thanh niên ở bản ấy mổ bò, mổ lợn, mổ gà đi để cúng cho bà, mà còn mời bà con làng xóm đến ăn để chia buồn với nhà chúng mày chứ. Ta không được nữa. Hôm qua nhà mình đã mổ một con bò, một con lợn, ăn uống linh đình hai ngày nay rồi, rồi còn đồng nào xu nào nữa mà mổ tiếp ạ? Ta đừng nghe lời thầy cúng nữa. Im ngay con lão tốt này. Mày là trẻ con không hiểu chuyện, đừng có xem vào chuyện của người lớn. Chứ thằng Chư đâu rồi? Dắt con trâu ra chợ bán lấy tiền cho tao. Mày bán xong nhớ mua cho thầy một chai rượu ngon nhá. Chào mọi người. Chào anh. Mọi người cho chúng tôi thắp nén hương cho bà. Chào cả. Nào thắp hương cho bà đi để bà phù hộ cho nhá. Nào các con khóc to vào đắt đi. Khóc to lên. Anh chị ra ngoài uống nước. Anh Sa này, hôm nay có các cầu nguyện và cán bộ xã xuống bản ta tuyên truyền về xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu. Nghe tin gia đình có chuyện buồn nên chúng tôi đến hỏi thăm và chia buồn cùng gia đình. Đây là anh Hữu Tư, cán bộ dân vận của huyện. Còn đây là chị Phí Dê, phó chủ tịch xã ta đấy. Em chào chị. Chào các cán bộ nhá. Mời các cán bộ sang mâm bên xới chén rượu, làm miếng thịt bà à nhầm, làm miếng thịt để chia buồn với gia đình nhà thằng Sa. Cảm ơn bác ạ. Mời bác uống nước ạ. À mà anh Sa này, tôi nghe bà con ngoài kia kể là bát đình để bà 5 đến 6 ngày mới đi chôn được không? Đúng rồi. Thầy cũng nói mình phải nghe theo chứ. Tôi xem ngại rồi. Thời buổi nào rồi mà gia đình bác còn mê tín vậy? Mà để tang dài ngày, ăn uống linh đình, giết mổ nhiều trâu bò lợn gà như thế rất là tốn kém. Thế đến lúc trả nợ thì thầy cũng có trả nợ cho gia đình bác không? Cái này... Đúng rồi đấy chú Sa ạ. Người chết mà để lâu ngày mà không mang đi chôn là vi phạm pháp luật đấy chú Sa ạ. Vi phạm pháp luật á? Thế pháp luật có đẻ ra nó không? Hay là mẹ nó đẻ ra nó không có con bò, con lợn, con gà dẫn đường chỉ lối á? Mẹ nó là con ma lầm đường lạc lối à? Lạc ở trong rừng sâu ấy. Thế các cán bộ muốn nó là đứa con bất hiếu à? Bác ơi, bác không nói thế được đâu. Tỉnh mình đã ban hành nghị quyết số 15 về xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu. Theo tinh thần nghị quyết, thời gian chôn cất người đã qua đời là trong vòng 48 giờ. Sao có 48 giờ nữa? Và không quá 24 giờ trong trường hợp người qua đời do bệnh truyền nhiễm và dịch bệnh đấy bác ạ. Sao mà y thế? Anh Hữu Tư nói đúng đấy các bác ạ. Tại khoản 1 điều 4 thông tư số 21 ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế quy định về vệ sinh trong mai táng, hỏa táng, quy định thời gian bảo quản thi thể không quá 48 giờ kể từ khi chết trong điều kiện không có bảo quản lạnh đấy các bác ạ. Đúng vậy, đúng vậy. Bây giờ chúng ta phải đề cao nếp sống văn minh. Mà tôi cũng đã tuyên truyền ở bản ta nghị quyết số 15 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu và chương trình hành động số 16 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mường Tè rồi cơ mà. Thế chú Sa không nhớ sao? Tôi nhưng mà... Ông ơi, nhưng nghĩ gì nữa? Không như cán bộ ở bản mình mà các cán bộ ở huyện, ở xã cũng đến tận bản ta để tuyên truyền đấy, ông không thấy à? Rồi cái loa ở đầu bản ta sáng chiều cứ oang oang, rồi đến cái xe máy buộc cái loa to to ở đầu xe máy ấy, đi khắp dòng đường bản ta nói bằng tiếng dân tộc mình đấy. Cái gì mà không để tang lâu ngày này, đưa người chết vào quan tài, không được tảo hôn, không được hôn nhân cận huyết thống đấy, ông hiểu chưa? Các người nói gì? Thế chẳng nhẽ các người không còn đạo đức, không biết kính trọng lời lớn tuổi, không biết giữ gìn phong tục của dân tộc ta mà nhá, các cán bộ nhá, nhà nó đã có người mất nhá, các cán bộ cứ đến tuyên truyền linh tinh nhá, thế không sợ con ma nhà thằng Sa nó quật cho chết à? Bà đời, bà nói thế là sai rồi. Bắt hành nghề mê tín dị đoan chính là vi phạm pháp luật đấy. Vi phạm pháp luật. Theo điều 320 Bộ luật hình sự quy định, người hành nghề mê tín dị đoan có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức cao nhất là 10 năm tù. 10 năm tù á? Và còn có thể bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng đấy anh ạ. Phạt tiền. Đây bác cứ từng bình tĩnh ngồi xuống đây. À ta, con thấy các cán bộ nói đúng đấy ạ.
chúng ta rất yêu thương bà, nhưng con nghĩ rằng việc duy trì truyền thống gia đình không đồng nghĩa với việc mình duy trì những hủ tục lạc hậu như vậy đâu ạ. Ta hãy nghe các cán bộ, đừng nghe lời của thầy Mo nữa ạ. Đúng rồi đấy, chúng ta có thể tổ chức nhiều buổi tưởng nhớ bà thật trang trọng và văn minh thay vì để tang dài ngày. Anh Sa ạ. Bác là chủ gia đình, bác hãy suy nghĩ những điều vừa chúng tôi vừa nói với bác. Bác xem có đúng không? Chúng ta không nên nghe theo những điều mà làm cho kinh tế chúng ta bị cạn kiệt chỉ vì những cái hủ tục lạc hậu đâu bác ạ. Đúng rồi đấy ạ, ta. Hay là mình đã quá cố chấp với những hủ tục cũ kỹ. Chắc bản thân ta phải suy nghĩ lại và thay đổi cách làm thôi. Tôi sẽ nghe theo các cán bộ, sẽ làm ma cho mẹ mình theo nếp sông mới. Mày nói gì? Đấy, bà mở mắt ra mà nhìn con cháu à đi. Tao không làm ma cho mẹ mày nữa. Gia đình mày tự lo cho mẹ mày đi. Tao đi về đây. Đấy, các cán bộ ạ, thế này thì tôi phải tổ chức ngay một cuộc họp bàn để bàn về việc tổ chức tang lễ đưa cái đó vào quy hương ước của bạn, các cán bộ ạ. Đúng rồi đấy anh ạ. Mẹ ơi, vậy là con cũng phải đưa mẹ đi thôi. Mẹ ở trên trời như phù hộ độ trì cho các con, các cháu, cho tất cả mọi người được mạnh khỏe. Nên làm ra tôi, mọi người ơi, bà con ơi, giúp tôi đưa mẹ tôi đi với. Mẹ ơi, cảnh 2 tại nhà văn hóa bản Mochi. Thưa bà con, hôm nay cho tôi xin phép được tổ chức một cuộc họp để bàn và thống nhất một số nội dung về xóa bỏ hủ tục phong tục tập quán lạc hậu vào quy ước của bản theo nghị quyết số 15 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu và theo chương trình hành động số 16 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mường Tè. Cụ thể như bà con đã biết, hiện nay trên địa bàn bản ta còn một số hủ tục tồn tại như người chết không đưa vào quan tài, tổ chức tang kéo dài và giết mổ nhiều gia súc gia cầm. Chính vì vậy hôm nay chúng tôi tổ chức họp bàn để thống nhất đưa những nội dung xóa bỏ hủ tục vào quy ước của bản, cụ thể như: một là chúng ta người chết phải đưa vào quan tài, hai là không để tang kéo dài, ba là không giết mổ nhiều gia súc gia cầm. Xin phép ý kiến bà con thế nào ạ? Tôi không đồng ý đâu. Tục lệ của dân tộc ta từ trước đến nay rồi, làm ma là phải 5 ngày 5 đêm ăn uống linh đình say mất tay như là nhé. Việc gì phải xóa bỏ là việc gì phải thay đổi nhỉ? Anh Gia nói đúng đấy, không thể thay đổi được đâu. Thưa các bác, tôi không hề phủ nhận đạo lý hiếu thảo, nhưng việc để tang lâu ngày, giết mổ nhiều gia súc gia cầm thực sự là không cần thiết. Chúng chỉ gây lãng phí tiền bạc, thời gian và ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người thôi. Tôi cũng thấy những điều này rườm rà, tốn kém và lạc hậu nên phải thay đổi thôi. Tôi là tấm gương chân thật nhất. Xin mọi người hãy nghe tôi. Khi mẹ tôi mất, tôi đã nhận ra tất cả. Đừng cố chấp vào cù hủ nữa. Tôi cũng nhất trí với kiến trưởng bản ạ. Vâng, thưa bà con, qua trao đổi bàn bạc thì cơ bản bà con đều đồng ý đưa nội dung xóa bỏ hủ tục vào cái quy ước hương ước của bản ta. Vậy ý của anh Giá thế nào ạ? Thay đổi đi. Thay đổi đi mà. Thì tôi cũng biết, nhưng mà vì bản thân mình, tôi xin lỗi bà con, xin lỗi mọi người. Từ nay tôi cũng xin hứa là sẽ không tuyên truyền cho bà con những cái hủ tục lạc hậu nữa. Mà bà mé này,
Chúng ta cũng nên thay đổi thôi bà. Đúng rồi đấy. Vâng, chắc phải thay đổi thôi. Thôi thay đổi đi. Đúng vâng, rồi. Thưa bà con, vậy là 100% bà con chúng ta đều nhất trí đưa cái nội dung xóa bỏ hủ tục vào cái quy ước của bản ta. Vậy thì từ nay bản ta sẽ thực hiện theo cách tổ chức tang lễ kiểu mới, văn minh và hiện đại, tiết kiệm. Bà con thế nào ạ? Nhất trí. Nhất trí. Tiểu phẩm của chúng tôi đến đây xin được khép lại. Thông qua tiểu phẩm, chúng tôi mang đến thông điệp chung tay xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Cuối cùng xin kính chúc ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi lời kính chúc sức khỏe hạnh phúc. Chúc hội thi thành công rực rỡ.